Sư cho con hỏi, bị người khác chê bai khi không làm phước thiện này, nhưng con luôn nỗ lực cố gắng làm phước thiện khác, thì khi con làm phước đó, vì khi con làm phước đó tâm con cảm thấy an vui và không bị trói buộc. Vậy họ chê bai con không làm phước thiện này có bị nghiệp không? Hay họ làm vậy để nhắc nhở mình làm họ được phước? Theo con nghĩ mình hoan hỷ làm phước thiện nào thì mình làm. Những trường hợp như thế này á, thì sư luôn nhắc nhở quý vị cứ nhớ dùm một câu Phật ngôn: xưa vị lai và nay đâu có sự kiện này, kẻ hoàn toàn bị trách, người chỉ được khen hay. Ngay cả ngài Xá Lợi Phất thuyết pháp cũng bị chê, ngài Ananda thuyết pháp cũng bị chê, Đức Thế Tôn thuyết pháp cũng bị chê, thì mình là cái thá gì mà người ta không được chê? Cho nên là mình hiểu được như vậy thì tự nhiên mình nó qua. Nhớ giùm thế thôi. Xong chuyện nha. Mấy cái chuyện mình làm này làm kia cứ nhớ giùm sư vậy đi là xong chuyện, êm chuyện, hết chuyện ha. Và sư qua câu hỏi tiếp theo.